Đây ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân yêu nhé. Trong buổi đầu tuần ngày hôm nay thì em Hương lại lên một báo giá và báo sóng lên sóng và báo giá. Rất nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em nào. Chào anh Văn Khương, chào anh Huân này. Chia sẻ cho hôm nay Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Số điện thoại thì em Hương sẽ ghi ở đây nhé. Chào anh Dương Kết, toàn những thư quân mặt quen thuộc của em Hương thôi. Nóng quá, chưa lên sóng mà toát hết mồ hôi rồi. Hôm nay thì em Hương về thêm rất là nhiều những đầu xe. Trong buổi tuần đầu tuần ngày hôm nay thì em cũng xin được gửi lời chào tới toàn khách hàng nhà em nhé. Chúc các bác là tuần mới làm việc thật là năng lượng và hiệu quả này. Và những bác đừng quên cho em Hương xin một lượt like và một lượt chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm ạ. Chào anh Khương nhé. Đây em sẽ lên sóng ghi số điện thoại lên này. Buổi trưa đầu tuần xin chào em Hương, cảm ơn anh nhé. Chào bác Giang Hân này. Chào bác Gia Hân này. 9 khách hàng, 10 khách hàng. Chào bác Nguyễn Thủy Trung này. Rồi ô Trung Thủy, Thủy Trung ơi. Các bác ơi chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Hôm nay thì em về thêm rất là nhiều xe. Ôi trời ơi, áo không có gì ngoài tất, miệng khẩu trang, miệng áo lắng. Tối quá hả anh? Vâng, em chỉ quay mặt một chút thôi. Em xin phép được quay sang cam sau luôn đây. Để đi báo giá, buổi báo giá ngày hôm nay nhá. Về thêm rất là nhiều xe. Chào anh Trương Nguyễn nè. Em xin phép được quay sang cam sau luôn ạ. Quay sang cam sau luôn. Để đi báo giá, một buổi báo giá ngày hôm nay nhá. Đừng quên những lượt chia sẻ cho em Lê Hương nào. Chào bác Giang Hân, chào anh Tạ Duy này. Ủa đồ, các bác thấy led chưa ạ? Led chưa ạ? Chào bác Phương Lê. Số điện thoại hotline của em Lê Hương 0354602790. Địa chỉ bên em, địa chỉ duy nhất bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Và đừng quên khi mà đến xem xe, đến với địa chỉ bên em. Thứ nhất là các bác alo trước cho em. Thứ hai là các bác vào trong showroom bên em đọc bát hút lên. Bát hút để được mua xe đẹp là gì ạ? Mua xe đẹp mà giá rẻ thì là bảo là anh là bạn của Lê Hương. Anh là bên Lê Hương đến, nên các bác sẽ được mua giá rẻ nhé. Chào bác Phương Lê là 15 khách hàng rồi. Chia sẻ lên 50 lên 100 cho em đi ạ. Ôi ôi lắng quá. Lắng quá. Hôm nay em còn về thêm được một chiếc Tucson mới này. Hiện tại các bác đang quan tâm rất là nhiều về Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao. Nên là em Hương cập nhật liên tục các mẫu xe đang được chào bán bên em. Tucson gầm cao mới về đây, chiều nay sẽ lên video nhé. Trong buổi trưa ngày hôm qua là em đã hết rồi. Dốc beng beng hết là không có Tucson gầm cao, cũng không có xe gầm cao. Hôm nay thì em lại về thêm được xe gầm cao này. Tối hôm qua em ngủ mơ hay sao phát trực tiếp thì tối om vậy. Anh Trương ơi, nhìn thấy chưa các bác ơi? Bác Giang Hân, bác Xuân Cường xem của em là live stream thế nào ạ? Có tối không ạ? Sao em thấy bình thường mà như mọi lần mà? Hôm nay thì em về thêm được một mẫu xe Innova nữa này. Một chiếc xe Innova được sản xuất vào năm 2013. Động cơ 2.0, số sàn em Hương đang bán là bao nhiêu? 340 triệu cho chiếc xe Innova đây ạ. Các anh nhìn tối à? Lét lắm, em cảm ơn anh Hà Tùng nhé. Em thấy bình thường mà, vâng. Em cũng thấy lét mà, chỉ lét lét đến mức cả lắng nhân cả mặt vào thôi. Anh Hà Tùng ơi, chia sẻ cho em nào. Bác Lục Nguyễn Như nào. 20 khách hàng lên đi ạ. Lên đi, hôm nay em về thêm rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em này. Một chiếc xe Innova mới về nữa đây. 340 triệu cho chiếc xe Innova. May quá hôm nay bên ngoài ít xe, không lắng lắm. 340 triệu cho một siêu phẩm 7 chỗ ngồi Innova đây ạ. Em này được sản xuất năm 2013 các bác nhé. Động cơ 2.0 có xe Innova này. Innova nữa này. Bên đây thì về thêm một em xe cán bộ đây. Đang phát rồi. Anh ơi, tất cả trông cậy vào anh đấy anh nhá. Một chiếc xe Ford Mondeo được sản xuất vào năm 2005. Form dáng chuẩn cán bộ đây. Xi nhan trên gương, cửa lóc đầy đủ. Và em này là số tự động. À tối hôm qua tối hôm qua em xin lỗi là em không biết làm sao em lại ấn vào phát trực tiếp. Đến lúc cầm điện thoại em giật lấy ngay lên. Giật lấy ngay lên. Một chiếc xe Ford Mondeo đây ạ. Ford Mondeo được sản xuất vào năm 2005, số tự động 185 triệu. Cảm ơn bác Giang Vũ này. Shop này uy tín luôn, đúng rồi ạ. Shop uy tín lên là một khách hàng mua xe rồi. Lại giới thiệu thêm rất là nhiều khách hàng. Chiều nay em lại có khách hàng đã mua xe Innova bên em rồi. Lại giới thiệu khách hàng đến xe mua Innova tiếp đây. Chào anh Đức Thưởng này. Chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Hôm qua tối ôm ôm là em xin lỗi là em cài điện thoại vào người. Tự nó phát lên, lúc cầm vào điện thoại giật lấy người lên luôn. Một chiếc xe Kia Morning với lớp sơn màu xanh đẹp mắt. Mắt trong mùa hè ngày hôm nay đây ạ. Được sản xuất vào năm 2016. Được sản xuất vào năm 2016 ạ. Giá chào bán 215 triệu. Rồi,
tối hôm qua live stream là em cài vào người, em giật mình, em nhớ ra. Thế là lúc mở ra đã có bao nhiêu người xem rồi, sợ quá. Chứng tỏ các bác là rất yêu quý em Phương đúng không ạ? Bất thình lình live stream vẫn có rất là nhiều khách hàng đang xem luôn. Còn ở đây thì còn có một em siêu phẩm này. Một em siêu phẩm Y10 được sản xuất vào năm 2014. Giá chào bán là 295 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em Hương để luôn cho mình còn 285 triệu. Xe đẹp zin luôn các bác nhé. Bản đủ 1.0 số tự động. Em này là số tự động đẹp, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí, đề lỗ thông minh. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa. Phím có xi nhan trên gương nhé. Có xi nhan trên gương này ạ. Một chiếc xe Y10 số tự động biển 34 bánh đậu xanh. Thực ra đây là con xe công vụ mới lên đời của em Hương. Mới lên đời điều hòa mát lạnh luôn. Nhưng mà em có tính là cứ vừa bán vừa đi. Xe công vụ của em Hương đây ạ. Biển 34 bánh đậu xanh Y10 nhá, 1.0, 295 còn 285. Em này thì là lấy chồng rồi, đang cho đi đăng ký rồi, đang cho đi đăng ký rồi nên là bỏ qua nhá. Còn ở đây thì còn có một em Innova. Innova được sản xuất vào năm 2012. Em này là một chủ tư nhân, máy số zin nhá, một chủ từ mới, nước sơn màu bạc đẹp, biển 18. Innova đời 2012 bản E em đang bán nè. Em đang bán bao nhiêu nhỉ? 338 triệu cho chiếc xe Innova của em đây ạ. Bác nào đang quan tâm về 7 chỗ ngồi thì nhấc máy lên đi ạ. Alo cho em Lê Hương có hotline 0354602790 ạ. Innova 2012, biển này là biển 18 này. Biển 18 em chẳng nhớ là ở tỉnh nào luôn. 2.0 số sàn đời 2012. 338 triệu Innova. Chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Các bác ơi lắng như thế này phải chia sẻ nhiệt tình cho em đi ạ. Để ngày nào em có động lực live stream chứ. Báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em này. Biển 15 Hải Phòng với nước sơn màu vàng cát, mang tên là Santa Fe. Em này là một chiếc xe Santa Fe bản Gold máy dầu, được sản xuất vào năm 2002 và đăng ký lăn bánh là 2007 nhé. Nhập khẩu đây ạ, 225 triệu có Santa Fe máy dầu đi. Em này 7 chỗ ngồi và điều đặc biệt là số tự động đẹp. Cao dàn mát máy này, thân dài đây. Em chân dài này là 225 triệu cho chiếc Santa Fe bản Gold máy dầu nhá, đời 2007. 2002 và đăng ký lăn bánh là 2007 này. Chào anh Thành Lê, chào anh Đỗ Thế Trung này. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại bình luận ở phía dưới bài livestream của em nhá. Có thể là mạng nó hơi bị ấn một tí về cái phần bình luận. Nếu như mà các bác bình luận rồi mà chưa thấy em trả lời thì bình luận tiếp, em là nhìn thấy em sẽ trả lời ngay ạ. Cảm ơn bác Xuân Cường này. Chào anh Tuấn Nguyễn nào, chia sẻ lên cho em đi ạ. Mỗi khách hàng cho em Lê Hương một lút chia sẻ thôi. Lắng lóng như thế này cơ mà. Ở đây thì em còn có một chiếc xe bán tải này, siêu phẩm Isuzu D-Max, được sản xuất vào năm 2016 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2017 nhá. Một dàn lốp mới này, zin đẹp toàn xe luôn. Em này sơn zin bên ngoài cũng còn hơn 90%. Hai cầu máy dầu số tự động đẹp, lên đèn bi rồi, có giải đèn gầm, đèn led đầy đủ cho em. Cam hành trình, màn hình giải trí, màn hình cam hành trình có hết rồi. 535 triệu. Trả thẳng luôn cho buổi live stream ngày hôm nay còn 525 triệu. Hỗ trợ trả góp ít nhất là 50%. Nhưng bây giờ bên ngân hàng đang thắt chặt việc hỗ trợ, việc giải ngân nên là hỗ trợ trả góp sẽ khó hơn so với mọi lần anh nhé. Các bác nhé, bác nào mà đang có xu hướng là mua xe trả góp thì cũng cân nhắc kỹ cho em này. Vì ngân hàng nó đang hơi thắt chặt một tí về vấn đề trả ngân, giải ngân. Chắc nhiều bác làm bất động sản quá nên là các bác cái hơi thắt chặt một tí rồi. Nhưng vẫn làm trả góp được cho em này. Isuzu đây ạ. Isuzu D-Max đời 2017, đăng ký lăn bánh cuối tháng 12 đăng ký lăn bánh là cuối tháng 12 2017 nhá. Lên thùng rồi, hai cầu máy dầu số tự động 535 triệu đây ạ. Xe thì zin 100% và sơn zin bên ngoài hơn 90%, một dàn lốp mới luôn, lên thùng rồi. Nên các bác về không phải mất tiền lên thùng nữa. Ở đây thì còn có một em Vios này. Chào bác Đỗ LT, chào bác Loan Hình Loan này, chào bác Vũ Quang Chiến này. Chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Một chiếc xe Vios được sản xuất vào năm 2011, động cơ 1.5, em Hương đang bán là 210 triệu đồng. Em này là bản limo nhé, không phải bản E. Vios bản limo, nước sơn màu trắng đẹp, 210 triệu đồng. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Y10 bản đủ đây. Khách hàng nào mà đang quan tâm về Y10 bản sedan 2 đầu, nhưng mà là bản đủ thì em có này. Một chiếc xe Y10 đời 2016 nhập khẩu, động cơ 1.2 bản đủ, 285 triệu. Bản đủ sẽ có gì? Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa, xi nhan trên gương, túi khí an toàn đầy đủ cho em.
Honda CR-V em có nha anh nhá. Honda CR-V thì được sản xuất vào năm 2009 và em này lắp ráp trong nước. 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2009 em Hương đang bán là 408 triệu. Nếu như trong buổi livestream ngày hôm nay anh Đinh Đạt quan tâm nói trực tiếp trên livestream trước toàn thể khách hàng nhà mình là chiếc xe Honda CR-V còn bao nhiêu thôi ạ? Còn 400 triệu thôi. Em gái chị giờ giỏi quá, cảm ơn bác Mai Phương Anh nhé. Cảm ơn anh Bùi Tấn này chia sẻ cho em lên bác Mai Phương Anh ơi, bác Bùi Tấn ơi chia sẻ mạnh mẽ lên cho em. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em ạ. Chào anh Ngô Hùng này, anh Bùi Tấn, anh Ngô Hùng ơi chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Ở đây thì em còn có một siêu phẩm CR-V, như lời anh Đinh Đạt em có CR-V nhá. 5 chỗ ngồi gầm cao số tự động đời 2009, em này là lắp ráp trong nước. Nên là các bác mua xe thì xe chất lượng rồi, mà nhỡ như đi về vài năm không may mà có phải trục trặc sửa một cái gì đấy thì đồ nghề rất là dễ tìm, dễ kiếm này. Full cửa lock cho em rồi, bản này có cửa lock số tự động đẹp, hỗ trợ gảy số, à hỗ trợ là tổ hợp phím bấm chân vô lăng này. Ghế da là ghế da zin luôn nhá, máy số zin. Nếu như khách hàng mà đang quan tâm về một chiếc xe Honda CR-V 5 chỗ ngồi gầm cao đẹp và số máy zin, nội thất zin thì em có một chiếc đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mình. 408 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay, còn 400 triệu cho chiếc xe Honda CR-V. Cảm biến đầy đủ cho em, lên cho em là đèn bi salon nhá, 5 chỗ ngồi gầm cao cực đẹp luôn. Chào bác Khánh Phùng, chào bác Chip Phúc Nguyễn này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Avell là Lenny ạ. Bác Chip Phúc Nguyễn ơi, bác Khánh Phùng, bác Ngô Hùng ơi, chia sẻ hộ em Lê Hương một lút được không ạ? Lắng lóng như thế này để em có động lực mỗi ngày ra livestream một buổi, để khách hàng quan tâm mẫu xe nào em cập nhật luôn tục cho mình nhá. Avell được sản xuất vào năm 2017 đây ạ. Avell động cơ 1.4 và em này là số sàn. Giá chào bán 245 triệu. Bao rút hồ sơ thương lượng lộc lá phun bình xăng cho mình luôn. Một chiếc Avell đây ạ. Một chiếc Avell đây các bác nhá. Chia sẻ mạnh mẽ hộ em lên trang cá nhân và hộ nhóm giúp em đi ạ. Chia sẻ giúp em. Rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em đây. Avell số sàn này. Bên cạnh những dòng xe mà các bác đi gia đình hay là đi dịch vụ thì em còn có một chiếc xe dành riêng cho những bác nào mà thích số thể thao, phân khúc thể thao này. Chào bác Đoàn Lan Anh nhé. Một chiếc xe Galaxy được sản xuất năm 2009, số tự động. Em này này hai cánh cửa nhưng mà 4 chỗ ngồi, form dáng thể thao lên bộ on off rồi. Hãy hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng này, cửa lock này, xin nhan trên gương, form dáng thể thao lên đèn bi rồi. 4 chỗ ngồi nhưng mà hai cánh cửa, cửa là cửa không viền nhá. Lên bộ on off cho em rồi. 445 triệu. Anh Minh Quân ơi chia sẻ cho em đi ạ. 445 triệu đời 2009, em này bản nhập khẩu đây ạ. Đèn bi salon, đèn gầm có rồi, phân khúc thể thao, cửa lock đi cực kỳ xịn sò cho em. Bên cạnh những dòng xe phân khúc thể thao thì em còn có những dòng xe mà cho gia đình nhà mình này. Vợ chồng trẻ nào mà các bác nào mà muốn khởi nghiệp thì em có này. Một chiếc xe i10 số tự động, động cơ là 1.25 số tự động đời 2016. Em Hương đang chào bán là 340 triệu ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em lên đi các bác ơi. Chia sẻ hộ em Hương lên trang cá nhân đi nào. I10 đây ạ. I10 đời 2016 em Hương đang chào bán là 340 triệu cho chiếc xe I10 bên em Hương đây. Chia sẻ nhiệt tình cho em được không các bác ơi? Rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em đây. Khách đang nhắn tin hỏi xe đây các bác này. Anh Trương Nguyễn ơi chia sẻ cho em được không ạ? Cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Một khách hàng thân thương của em Hương. Rất là nhiều khách hàng đang quan tâm bên em nhé. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Đầu tuần này rất mong là sẽ hoan hỉ như tuần trước, là sẽ chốt được nhiều xe. Hiện tại thì rất là nhiều khách hàng đang quan tâm về Innova của em này, cũng như những dòng xe i10 gia đình đây ạ. i10 340 triệu đây ạ. Còn đằng sau thì em còn có một chiếc Accent. Một chiếc Accent bản lắp ráp trong nước, 385 triệu cho chiếc xe Accent biển 89 này. Lên đèn bi rồi, đèn bi này, đèn gầm này, đèn halogen nhé. Accent form dáng mới đời 2019, động cơ 1.4. Em Accent này số sàn 385 triệu. Bao rút hồ sơ thương lượng lộc lá thêm cho mình. Nếu như các bác quan tâm này, xin nhan trên gương đây. Chào bác Đào Ngọc nào, chia sẻ lên cho em đi ạ. Hôm nay nắng như thế này các bác đi ngủ sớm hay sao? Đằng trước là một chiếc xe Galaxy thể thao hai cánh cửa, thì đằng sau em cũng có một chiếc xe Celato Coupe.
Kia Cerato Coupe lên rồi, lên mắt rồi các bác ơi, chia sẻ cho em đi ạ. Chào bác Nguyễn Nhàn nhé. Chào bác Đào Ma này. Kia Cerato Coupe được sản xuất vào năm 2009 đã đây. Em này cũng là bản nhập khẩu này, biển 34 bánh đậu xanh. Chào bác Lê Hòa. Kia Cerato Coupe 335 triệu lên đèn bi, dải đèn led, đèn gầm đầy đủ, cũng là phân khúc thể thao hai cánh cửa, nước sơn màu đỏ đẹp. Nước sơn màu đỏ đẹp phù hợp với phong thủy của bác Lào. Mạng em bị giật quá, không xem không led, em thấy bình thường mà anh. Em cũng có mấy máy đang xem bình thường mà. 335 triệu đời 2009 đây ạ, 1.6 số tự động. Xe cũng là xe phân khúc thể thao nhá. Chào bác Nguyễn Thuận này. Ở đây thì em còn có một chiếc Mazda. Chiếc Mazda màu đỏ này là màu đỏ cherry nhá, không phải đỏ tươi như chiếc Cerato Coupe đâu. Màu đỏ cherry. Chiếc Mazda này đời 2017. Em này hai chế độ lái cho em. Hai chế độ lái thường và chế độ lái thể thao này. Phanh tay điện tử số tự động đẹp, giá chào bán tam hoa luôn, 555 triệu đời 2017, có phanh tay điện tử rồi, form dáng mới, hệ thống mới rồi. An toàn cực kỳ và tiết kiệm nhiên liệu cho em, động cơ 1.5 thôi, cửa lóc đầy đủ, hỗ trợ gầy số thể thao trên vô lăng. 555 triệu cho chiếc Mazda form dáng mới, nước sơn màu đỏ, phong thủy bác nào hợp màu đỏ thì em Mazda này siêu xuất sắc luôn. Chào bác Hà Nguyễn, chào bác Linh Nguyễn này. Bên cạnh chiếc Mazda 3 thì em còn có một chiếc Mazda 2. Chiếc Mazda 2 này với nước sơn màu xanh đá nhé. Phong thủy bác Lào hộp xanh đá đây, biển thủ đô Hà Nội. Mazda 2 được sản xuất năm 2012, động cơ trang bị 1.5. Em này cũng là số tự động luôn, giá chào bán 295 triệu. Đèn bi salon. À đèn này đèn halogen, em này là đèn halogen có đèn gầm phanh ABS, xi nhan trên gương. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ hết rồi. Mazda 2 298 triệu ạ. Nóng quá em gái ơi, cháy máy quay rồi em ơi. Chưa nóng anh ạ. Một tay em còn cầm ô để quay. Người thì chịu lắng nhưng mà điện thoại phải cầm ô che đây này. Một tay cầm ô, một tay cầm máy quay, rất là mỏi tay luôn. Anh Bùi Tấn ơi, chia sẻ hộ em Hương được không ạ? Hôm nay các bác đi đâu hết rồi? Một buổi báo giá phải thật là năng lượng và năng lực thì em mới có nhiệt huyết để nói trong cái bài báo giá ngày hôm nay. Mạng kém à. Bác Xuân Cường ơi, bác Gia Hân ơi, xem là khách hàng nhà mình ơi. Các bác xem một em mạng như nào, em thấy bình thường mà sao các bác lại bảo mạng kém nhỉ? Hay là lắng quá lại kém rồi. Em vẫn cầm một máy nữa đi cùng đây nhưng em thấy nó bình thường nhỉ? Chào bác Nguyễn Trường này. Anh ơi xem một em mạng ok chưa ạ? Bên đây thì em còn có hai chiếc xe Captiva. Captiva được sản xuất vào năm 2007, nếu như bây giờ mạng kém quá khả năng em chuyển tối mất. Captiva với nước sơn màu bạc, biển 15 Hải Phòng, em Hương đang bán là 228 triệu. Em này thì số tự động đẹp rồi nên các bác không cần phải bàn cãi gì đâu, không cần phải để ý quá nhiều. Em Hương đã cam kết cho mình chất lượng thì các bác cứ yên tâm sở hữu thôi. Chào anh Dương Văn Thuật này, mạng giật quá hả anh? Bên em thì nó lại cứ báo bình thường nên không biết là bên các bác như nào luôn. Captiva thì em còn có số sàn. Số sàn thì có 200 triệu tròn thôi. Em này là số sàn 200 triệu tròn đời 2007 nhá. Captiva số sàn đời 2007 em bán là 200 triệu tròn thôi ạ. 200 triệu tròn thôi ạ. Các bác xem mạng đỡ chưa? Bác nào xem mạng ổn rồi thì comment hộ em với. Chứ em cũng không biết làm thế nào. Nó lắng quá, nó lóng máy nó cũng bị giật cơ. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia Cerato Coupe. À mệt lỗi này. Kia Cerato nhá. Em Kia Cerato này là 5 chỗ ngồi đây. Được sản xuất vào năm 2017. Kia Cerato với nước sơn màu trắng đẹp, biển thủ đô Hà Nội. 4 mắt cảm biến va chạm phía trước, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. 488 triệu đời 2017. 1.6 số tự động, 5 chỗ ngồi đây. Xi nhan trên gương, hỗ trợ gầy số thể thao trên vô lăng. 488 triệu, có cửa lóc đầy đủ cho em đây ạ. Cửa lóc đầy đủ, xi nhan trên gương, một chiếc xe thể thao đẹp đây. Mặc dù là nữ nhưng mà em vẫn thích chiếc xe thể thao này. Mạng giật em lắm em mà. Hay em thoát ra em vào lại nhỉ? Chào anh Lộc Văn Trần, hay em thoát ra em vào lại nhỉ? Tự dưng bên em bị không báo cái gì mà bên các bác sẽ bị giật nhỉ? Kia Cerato Coupe đây. Ga tay tự động cruise control, màn hình giải trí đầy đủ cho em. Hỗ trợ gầy số thể thao trên vô lăng. Chán quá nên buổi báo giá rất là lắng, cố gắng để nói hết xe mà nó cứ bị giật thôi.
chia sẻ hộ em Hương lên được không ạ? Kia Cerato đây ạ, 488 triệu. Nếu mà giật quá thì em đi vào chỗ dân thân à. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Rio nhá. Kia Rio được sản xuất vào năm 2015. Máy số zin này, máy số zin nhập khẩu, đời 2015 nhập khẩu nguyên chiếc, biển 23, nước sơn màu trắng đẹp. Em Hương đang bán là 390 triệu. 390 triệu thôi ạ. Đời 2015 bản nhập khẩu nhá. Em xin phép được đi vào bên trong dâm này một chút nào, cho nó đỡ bị giật máy nào, cho nó. Bác thấy rất là vất vả trong một buổi báo giá này, tay thì cầm ô, xong là đi lần lượt các xe mà mạng cứ bị giật, bực hơi là bực luôn. Một chiếc xe Captiva đều sản xuất vào năm 2007, số sàn em Hương đang bán là 215 triệu đây ạ. 215 triệu cho chiếc xe Captiva đây. Số sàn hỗ trợ cho em trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo. Siêu phẩm nhập khẩu CDX nước sơn màu xanh đá thì em có này. CDX được sản xuất vào năm 2009, bản nhập khẩu 1.6 cỡ lóc đầy đủ. Anh xem có bị giật đâu? Anh xem mạng có bị giật không? Có à? Chán nhở? À. 248 triệu cho chiếc xe CDX này. Khả năng hôm nay thì em phải dừng sớm buổi báo giá rồi, tại vì nó giật quá. Em sẽ đi quanh quanh những mẫu xe mới về nhá, tại vì mạng nó bị giật quá, em sẽ đi quanh quanh mấy mẫu xe mới về thôi. Buồn thật sự luôn. Một chiếc xe Kia Morning được sản xuất vào năm 2021, giá chào bán 279 triệu. Xe đẹp như là xe mới luôn. Xe đời 2021 nhưng mà đẹp như xe mới các bác nhé. Cảm giác đập hộp vẫn còn nguyên đây ạ. Một chiếc xe được sản xuất năm 2021 này. Đấy, các bác nhìn rõ chưa, ổn định chưa ạ? Kia Morning nước sơn màu trắng đẹp, zin đẹp toàn xe. Đời 2021 đẹp như mới này, chào anh Bùi Hà Quang này. Mạng lại cứ bầu giật thế này hay là em lại like tối nhỉ? Nếu mà giật quá thì em phải like tối thôi. Thôi nếu như mạng của em có vấn đề thì các bác chịu khó xem của em xem là có được đoạn nào nhé. Em báo qua mấy cái dòng xe mới về nữa thì em cũng xin dừng thôi, vì nó giật quá nói không nói được cơ. Bên đây thì còn có một chiếc xe Kia Rio. Em Kia Rio này được sản xuất vào năm 2015, nhập hàng nguyên chiếc, số sàn, máy số zin, sơn zin đẹp, 325 triệu. 325 triệu cho chiếc xe Kia Rio máy số zin nhá. Biển thủ đô Hà Nội, lên bộ ghế da cực chất luôn. Kiểm tra lại mạng em ơi. À, bây giờ thì em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây luôn nhá, để em kiểm tra lại mạng các bác nhá. Em sẽ kiểm tra lại mạng này. Các bác vào lại giúp em nhá.